Ngay trong ngày đầu gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Công an thành phố Ninh Bình đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng là Phạm Trung Dũng sinh năm 1979 và Trương Thị Hương sinh năm 1993, cùng trú tại phố Hưng Phúc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, thu giữ 1.053 gam ma túy đá và 1.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và các công cụ phương tiện phục vụ cho việc bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên Dũng mua của một đối tượng ở thành phố Hà Nội với giá 250 triệu đồng về cất giấu và chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời. Phạm Trung Dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.